đến nhà anh Lưu Quốc Long ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Anh có đưa hương sắc đô sinh lên trên sân thượng để chia sẻ những hình ảnh bonsai của gia đình. Trời đang có cơn dông, mây đen kéo đến mù mịt. Có ăn mưa rồi đấy. Xung quanh là trường tiểu học, các cháu đang tập để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. Và một công trình đang cắt gạch cho nên là tiếng ồn rất lớn. Tác phẩm cái xanh này của anh hay quá nhỉ. Anh cũng mang đi dự thi rồi đấy, triển lãm Văn Giang này. Gác thượng không gian như thế này thôi nhưng anh cũng bày được rất nhiều cây trên bờ tường, trên sân thượng. Tể tướng Lưu Bù. Đây ạ. Vâng. Tên tác phẩm là Xanh Tể Tướng Lưu Bù. Cũng tuyệt vời đấy. Còn nếu mà về bóng nghệ thuật thì nó là cây nghênh phong chiếu thủy. Đúng không anh? Đó. Chỉ dưới có một cây rồi trên vạn cây. Vâng. Đó là 90% là tự nhiên. Tương đối là đẹp. Vâng. Tác phẩm này anh cũng đã mang đi bày triển lãm Văn Giang. Tác phẩm cây sung. Thank you.
liền. Hạt mưa đã rơi rất nặng. À, cố gắng để chỉ còn khoảng độ 2-3 phút nữa chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng được hết cả vườn. Đây là tác phẩm Đa Dáng Thác Đồ. Và tác phẩm Sung Dáng Thác Đồ. Cây si. Đây có phải cây sam bông không anh? Cây là cây sam trái. Cây sam trái. Ôi mưa dày quá. À, nó rơi nước vào máy ống kính nhòe rồi. Tùng La Hán. Đi dần đến đây để đi vào đi. Cũng hết rồi còn gì nữa. Được hết rồi đấy. 3-4 cây thác đổ liền một chỗ. À đây có tác phẩm Lộc Vừng này hay này. Lộc Vừng có cái thân rất quái này, chúng ta cùng chiêm ngưỡng này. À, trời đã đổ mưa rất nhanh, đường sắt đô sinh không thể tác nghiệp được nữa. À, nhưng mà số cây trên sân thượng của nhà anh Long cũng gần như đã hết. Qua ống kính chúng tôi đã chia sẻ hết với các bạn. À, đây là toàn quang cảnh của khu sân thượng. Tác phẩm Cây Xanh Dáng Trực Văn Nhân này hay quá nhỉ. Làm kiểu cây kiểu dáng tùng ấy. Tùng. Vâng, biết rồi. Khó. Vâng. Cây xanh này anh làm dáng tùng ấy. À, trước khi kết thúc video Hương Sắc Đô Sinh giới thiệu với các bạn một tác phẩm Tùng La Hán. Anh đi vào trong này anh ơi.
đi vào trong này, đi hẳn vào trong này. Đấy, một tác phẩm Tùng La Hán rất độc đáo như thế này đấy. À, có một cái bình anh ấy cắt khuyết một góc, đưa gốc cây vào đây. Và là một cây dáng thác đổ. À, để nhìn chiêm ngưỡng từ trên cao xuống thân bệ nó hình dáng như thế này. À, ngoài trời đổ mưa, anh Long đã phải bê cái bình này vào trong gian hè để chúng ta tác nghiệp. Tôi thấy độc đáo nhất cái vị trí này, cái điểm nhấn nghệ thuật của nó ở đây. À, hy vọng một thời gian nữa anh Long hoàn chỉnh đốt phần tay cành thì tác phẩm Tùng La Hán của anh sẽ có giá trị nghệ thuật rất cao.